Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Ok, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi tiến hóa các em Pokemon hệ bọ nha các bạn, cũng như là đi thu phục cho nó đủ mấy em đó luôn nha. À, đầu tiên để mình cất mấy con Pokemon mà trong những season trước rất là nhiều em luôn nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với những em Pokemon hệ bọ. Đầu tiên thì mình sẽ cần tiến hóa cái con Metapod nha các bạn. Đây, nó đây, Metapod, một con nè. Tiếp theo sẽ là Kakuna. Mấy con này thì sẽ làm rất là lẹ thôi các bạn ơi. Kakuna, nó đây rồi. Mấy con này thì lẹ thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có con Venonat. Wow, con này nhìn nó đẹp ta. Còn cái gì nữa không ta? Lidipa. Rất là nhiều con luôn. Lidipa. Rồi, và một con nữa đó là Spinarak. Spinarak. Đây, nó đây các bạn ạ. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tiến hóa 5 em này trước nha các bạn. Ok. Đi vào trong và tiến hành tiến hóa thôi. Vẫn là ông NPC này thôi. Chúng ta sẽ tiến hành tiến hóa thôi. Mình sẽ sử dụng Lava Lum trước nha. Lúc nào cũng vậy, cứ đấu tại cái hội quán này nè. Eruption. Ui, không có sát thương luôn. Tiếp tục là Eruption. Vậy mới đã chứ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Wow, các bạn thấy không? Nó lên cấp một đống luôn. Trời ơi, hấp dẫn. Đây, học được Fury Sweep. Mình sẽ thay bằng skill Scary Fight đi. Nó học được khá là nhiều skill nè. Hai con và... để cái con Forest Shred này mình sẽ dứt nó luôn nha. Ba con. Rồi, đủ rồi. Giờ mình sẽ tiến hành run nha các bạn. Sai Pim nè, mình sẽ thay bằng skill đây, Fox Sight. Rồi đến thôi. Ở đây Metapod đang bắt đầu tiến hóa này các bạn ơi. Còn một cái mình hệ bọ đầu tiên của tập ngày hôm nay, và để mới coi nó sẽ lên con gì nha. Ui, và nó cái lên con Butterfly. Butterfly. Con bướm. Ở đây Kakuna nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn các bạn ạ. Để mình coi Kakuna lên con gì nè. Trời, hấp dẫn. Kakuna. Và nó lên con Biriu các bạn ơi. Đây, Ladyma nó cũng đang tiến hóa luôn. Trời, hấp dẫn thiệt. Rồi, bây giờ là tới Ladyma đúng không? Ladyma. Và nó sẽ lên con, wow, con này nó đi bằng hai chân luôn nè. Đây là Ladyan nhé các bạn. Rồi, tiếp theo là Spinarak, nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn. Wow, hấp dẫn vậy. Spinarak, nó sẽ lên con gì đây? Và nó lên con, đây là Ariados nha các bạn. Kinh khủng chưa. Rồi, mình sẽ cất hết mấy con này lại nha. Toàn bộ cái món hệ bọ thôi. Thế là đủ 4 con liền. Trời, hấp dẫn. Hấp dẫn. Con chuột mình lâu nó bị lỗi, các bạn thông cảm nha. Đó, 4 con hệ bọ. Các bạn kêu mình sắp xếp cái này thì những tập cuối mình sẽ sắp xếp nha. Bây giờ sắp xếp thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian luôn. Tại vì nó đang lộn xộn sẵn rồi. Sắp xếp nó mệt lắm. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ đi qua con... ây da, con siêu cool các bạn ạ. Siêu cool. Siêu cool, nó đây rồi. Và con Kaskun. Wow, sao nhiều con quá nhỉ. Kaskun, hai con này là nó y chang nhau nha các bạn. Các bạn nhìn nè. Nó đâu khác nhau đâu, khác màu thôi nè. Không khác nhau nhiều là mấy. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với con Ninkenda các bạn ơi. Ninkenda, nó đây rồi. Đó. Và cuối cùng là con Kumpy. Kumpy phải là Kumpy cái mới được nha các bạn. Kumpy, ô Kumpy được rồi. Rồi vậy thôi, chúng ta sẽ không sử dụng nó đâu. Hay, vậy là mình sẽ qua con Wallybit đi. Wallybit, nó đây rồi các bạn ơi. Hấp dẫn luôn. Ok, tiếp tục tiến hóa tụi nó thôi. Chết rồi, mình quên Pokéheo rồi. Thôi, không sao.
để mình sacrifice con này cái đã. Mày hả con, chết một em. Và nó bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Hấp dẫn. Lên cấp một người luôn. Hai em đó. Và lần này thì em thứ ba đúng không? Để mình coi, mình sẽ thay skill Harden đi. Harden Eruption mình hả con. Rồi, đủ rồi. Rồi, mình sẽ tiến hành run nha các bạn. Chạy thôi, không đánh nó nữa đâu. Rồi, và Silcoon nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Để mình coi nó lên con gì nha. Silcoon. Đó, hấp dẫn, hấp dẫn. Silcoon. Và nó lên con. Wow, con này nhìn đẹp quá vậy. Đây là Beauty Fly nha các bạn. Wow. Cascoon nó cũng đang tiến hóa luôn. Ui, hấp dẫn vậy. Là Cascoon. Và nó lên con. Nó lên con bướm không ta? Ồ, nó lên con khác các bạn ơi. Con bướm này xấu hơn con kia. Đây là Dust Tot các bạn ạ. Wallybit của mình nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi nè. Trời ơi. Wallybit và nó sẽ lên con gì đây? Ui, và nó lên con sâu khổng lồ các bạn ơi. Đây là con Scorlybit nha. Đó. Học được rất là nhiều skill luôn. Rồi mình sẽ tiến hành cất chúng nó lại vào. Cất chúng nó vào đi. Rồi. Ba em. Để mình coi còn con gì tiến hóa nữa không ta. Ê, chúng ta sẽ cần con Zontic các bạn ạ. Zontic. Đây, mình có nó luôn. Trời hấp dẫn. Zontic. Ngoài ra mình còn con gì nữa không? Ây da, con Diweeble. Mình coi thử. Diweeble. Ô, con này mình chưa có hả? Ồ, chưa có Diweeble luôn. Trời ơi, vậy là hơi bị căng đây. Chúng ta còn con gì nữa không? Thế là hết rồi. Thôi, đại khái là như vậy thôi các bạn ạ. Ok. Mình sẽ đem một vài Pokemon như là Zigzag ra nè. Như là con Raikou ra luôn. Đó, để cho chúng nó lên level 100 luôn. Đó. Ok. Bộ cái heo khác đã, nãy giờ quên. Đó. Lava Lumen nè con. Mày nè. Eruption mày nè. Đó, một em. Ô, học được. Đây là Stunbot. Stunpaw. Cũng xịn luôn. Ba con. Rồi. Đó, và đã có con gì tiến hóa ở dưới rồi đó, đó các bạn ơi. Metal Claw mình sẽ thay bằng Set Attack này đi. Đó. Rồi, chạy thôi. Đó, và Ninkenda nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Đó, nhìn xịn nhanh. Ninkenda. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Và nó sẽ lên con. Wow. Ui, đây là Ninjas. Ôi, Zotic nó cũng đang tiến hóa các bạn ơi. Ui, hấp dẫn vậy. Trời, toàn là những em Pokemon hệ bỏ rồi nè. Quá xịn luôn. Zotic. Nó sẽ lên con gì đây? Ui, con này. Wow, đây là Galvantula các bạn ạ. Cũng là bỏ luôn. Ok. Fury Custer nè, mình sẽ thay bằng skill Mud Slap này đi. Rồi. Đó, xịn nha. Hai em nữa. Rồi. Còn em Venonat này lâu lên thế nha. Venonat không chịu tiến hóa hả? Sao lại lì quá vậy? Này. Chúng ta sẽ bột cái heo một phát rồi tiến hành tiến hóa cho em Venonat này nha. Ui. Tiến hành tiến hóa cho Venonat này luôn nha các bạn. Eruption mình là con. Rồi. Tiếp tục. Hai em. Ba em. Rồi đủ rồi. Nó lên được cấp 27 các bạn ơi. Sao vậy? Nó phải cấp 30 hay là 32 nó mới tiến hóa lần đó các bạn. Để mình coi thử nào. Venonat này phải đạt được cấp 31. Tại nó 30 hay 32 nó đều trật lắc hết luôn. Trời ơi. Eruption nè. Phải cấp 31 nó mới được. Có vẻ hơi căng đây. Cấp 31. Ủa, nó mới cấp 29 thôi. Wow, lâu thế. Rồi, mình hy vọng nó sẽ lên nhanh thôi. Tiếp tục levelum nó thôi. Đó. Rose Ray hả mày? Eruption. Hai em nè. Rồi, và em thứ ba. Ồ, lên được cấp 31 rồi nè các bạn. Và Venonat của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó.
Venonat. Ôi con này nhìn xấu vậy. Ôi sao nãy nhìn cái icon ở ngoài đẹp lắm mà. Ui Venonat. Ui nó bự lên nè. Và nó lên con. Ui biết bay luôn. Đây là Venomoth các bạn ạ. Trời, chúng ta tiến hóa toàn là lên mấy cái con bướm thôi à. Ok, xong một con nữa rồi. Rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường để mà tìm kiếm thêm những em Pokemon hệ bọ mà mình chưa có nha các bạn. Đó, bên đây có một cái Master Chest nè. Chúng ta đi qua lấy thử thêm. Lấy thử xem nào. Đó. Master Chest. Đây rồi. Wow. Nằm sâu trong đây luôn hả? Trời ơi, chỗ này đi vô được không? Đi vô không được rồi. À, chỗ này cũng không được luôn. Ở đây. Ơ, nó có con Illumine nữa các bạn. Wow wow wow. Đó, đi thôi đi thôi. Có hàng rồi. Illumine các bạn ơi. Ok. Chúng ta sẽ đi qua bên đây tiến hành thu phục nó luôn nha. Mình sẽ dùng cái con Swanna để bay cho nó lẹ nè. Illumise. Nó đâu, nó đâu? Hình như là ở dưới này các bạn ạ. Ồ, nó đây nè. Wow. Con này mình chưa có nè. Ôi ơi. Lụm nó luôn bằng Whipple nha. Đó, Illumise. Thêm một con Pokemon nữa rồi. Quá xinh luôn. Đó, gọn trơn. Ok, mình sẽ xóa tên nó đi. Illumise. Đó. Trời ơi. Bên đây còn có một cái Master Chest nữa nè. Chúng ta đi qua lấy đi. Nãy chưa lấy xong nữa chứ. Ui các bạn ơi, con Heraros nó xuất hiện rồi nè. Trời ơi hấp dẫn. Trời ơi, chờ một xíu mà nó xuất hiện luôn. Đó, nó là con này nè các bạn. Da da. Ta đổi qua rồi thôi. Để mình bắt nó luôn bằng Whipple trước nha. Đây là Heracross nha các bạn. Đó. Con bọ này nhìn giống trong phim siêu nhân nè. Ui, ghê vậy. Bọ sấm sét. Chúng ta sẽ đổi qua con NT đi. Đó. Để mình bắt cho nó gọn. Con này hình như mình nhớ season trước á, mình bắt nó cũng rất là khó các bạn ơi. Không biết nó ăn cái gì mà nó cứng đầu lắm. Kinh khủng thiệt. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Liverpool nha. Đâu rồi, Liverpool. Cổ lên nào các bạn ơi. Liverpool. Và trời vẫn chưa thành công nè. Ui khó vậy. Để mình bắt bằng 5 quả Liverpool luôn đi cho nó chắc chắn. Nếu không được chúng ta sẽ chuyển qua Tamerbon. À, mấy cái loại bọ các bạn cũng có thể dùng Nestbon hoặc là Netbon nữa. Nói chung hai bọ đó nè. Đây. Nó có hai loại quả đó đây nè các bạn. Đây, Nestbon nè và Netbon. Đó. Nói chung là dùng được hết đó các bạn thấy không? Con này cấp 10 nhưng mà bắt nó rất là khó. Khó lý do của nó hết đó. Và Nestbon thành công liền. Ui. Heracross. Đó, thêm một con nữa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lên đường và tiếp tục đi bắt những con còn lại nha các bạn. Để mình coi thử nào. Heracross thành công rồi nè. Chúng ta sẽ cần qua vùng Aya Sunflower Flan để mà kiếm con Combi. Mà con cái mới được nha các bạn. Đây, Sunflower Plains. Đây, wow, cái vùng cực kỳ rộng lớn nha. Kiếm con Combi thôi nào các bạn ơi. Trời ơi. Combi, Combi, có ở đây không? Wow, sao có mấy con mèo nhiều quá vậy? Chúng ta sẽ cố gắng đi tìm nó một xíu đi các bạn ơi. Đó. Bây giờ cái con Rattata này. Cho mày Hurricane nè con. Cho mày chưa. Lúc nào cũng háo thắng hết. Mình bộ cái heo cái đã. Quên mất. Ui, Combi đi rồi các bạn ơi. Xịn nhang. Combi. Nó đây nè các bạn. Combi cái, phải không? Ui, Combi được các bạn à. Ôi, Combi được thì chúng ta không cần đâu. Để mình chắc giết con này luôn quá. Tại sao mày lại là Combi được hả? Cuối cùng cũng tìm thấy con Combi cái các bạn ơi. Trời ơi, quá là một ngày cực khổ mà.
Đây mình sẽ dùng quả Whitbon luôn nha. Đó, cơm bị cái. Quá đã luôn. Ok, thu phục nó ngay. Đó, cơm bị cái. Rồi, giờ trời nó cũng muốn tối rồi hả ta. Ok, thì bây giờ mình sẽ qua cái vùng Mesa để mà tìm mấy con Durin nha các bạn. Đó, Mesa, đây. Chúng ta sẽ đi qua đây và tìm mấy con kiến. Durin. Đấy, đi vòng vòng và tìm tụi nó thôi các bạn ơi. Ừ dạ, để mình coi cái vùng. Chắc mình sẽ lên mấy cái vùng Mesa Play Chill đi, thượng nguồn của Mesa đi. Đấy, đi qua bên này. Trời ơi, hy vọng được gặp tụi nó sớm. Mấy con Durin. Ồ đây, Durin các bạn ơi. Trời, mình đang tính bật wiki để xem thử nó có xuất hiện ban đêm không. Ai về nó vẫn có các bạn ạ. Trời, hấp dẫn. Durin. Ủa, nó ở dưới đây hả? Wow, nó ở dưới các bạn ạ. Không sao, chúng ta sẽ đào xuống và thu phục nó luôn. Trời, mấy cái này đơn giản các bạn ơi. Ui, nó tuốt dưới đây luôn. Đây, tôi phải chồng đá lên lại nè. Nó đây nè các bạn. Là con kiến. Trời ơi, wow, nhìn nó ghê vậy. Ui, con kiến mà bọc quanh là sắt luôn nè. Wow, nhìn nó đã. Chúng ta sẽ lượm nó bằng Whitmon trước nha. Đó, Durin. Lượm mày ngay, trời ơi. Không để mày lộng hành được. Và, ui, chưa thành công. Wow, ghê vậy. Vậy thì mình sẽ dùng luôn quả Dustbone nha. Đây là những cái tầng thấp mà nên Dustbone nó có hiệu quả rất là cao luôn nha. Đó, Dustbone. Ui, không thành công. Ui, làm tôi quê quá vậy. Thôi, cho một quả nữa đi. Cho mày chừa nha con. Durin nó cấp 46 luôn mà. Ghê thật. Và ui, vẫn chưa thành công các bạn ạ. Rồi, mình sẽ spam nhiều Dustbone hơn đi. Durin. Rồi, và lần này mới thành công luôn. Hấp dẫn. Durin, chúng ta lại thêm một em Pokemon hay bọ mới nữa rồi. Đó. Và mấy cái đá này mình sẽ vứt hết đi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng khác để mà tìm thêm nha. Chúng ta sẽ đi qua vùng Beach và Stone Beach. Đó chính là mấy cái vùng biển á, và biển đá các bạn ạ. Đây, mình sẽ qua vùng Stone Beach trước đi. Và cuối cùng thì em đi Weibo nó cũng xuất hiện rồi nè. Đó, xịn nha. Chờ nãy giờ. Đây, nó đây các bạn ơi. Ui, đừng có chết mày. Ây da. Con cua này. Nó có chút xíu mà đi tùm lum quá vậy. Ây, con này đi chỗ khác đi. Trời ơi, đi Weibo của tôi nó chạy đâu vậy. Mày tính chạy đi đâu hả? Mình sẽ lụm nó luôn. Lụm nó luôn bằng Whitbon trước nha. Whitbon. Lúc nào cũng xài quả này hết các bạn ơi. Ok, Whitbon. Và thành công ngay. Đi Weibo. Đó. Rồi. Tiến hành luyện cấp cho chúng nó các bạn ơi. Chỉnh nha. Ok. Lava lum mình nè con. Rồi, không được đúng không? Eruption, không có gì phải sắn. Một em nè. Hai em. Ồ, học được Exciser nè. Mấy skill rất là đã luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục Eruption nó luôn nè. Và có con gì nó tiến hóa rồi kìa. Ok. Và lần này thì con Dewebo nó cũng tiến hóa luôn rồi. Ôi, quá xịn. Để mình coi nó sẽ lên con gì nha các bạn. Wow, chúng ta không xem được. Nó ra đây rồi nè. Và nó tiến hóa thành con Rusto. Wow, con combi cái nó cũng bắt đầu tiến hóa luôn rồi đó. Trời, hấp dẫn. Có thêm được em Rusto rồi. Và lần này thì nó lên con gì đây. Và đây là con, wow, của ông chúa các bạn ơi. Đây là con Westpiwen. Westpiwen và Rusto. Rồi, và bây giờ mình chỉ thiếu một con Pokemon hệ bọ cuối cùng. Đó chính là con Gian Mega thôi. Còn mấy con hệ bọ mà phải trade á thì mình không có bắt được nha các bạn. Đó. Phải trade thì chúng ta phải chơi 2 người trở lên thôi mới trade được.
Ok, để mình cắt lại. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ đến với con Pokemon cuối cùng của hệ bọ trong tập ngày hôm nay nha các bạn. Đó. Thì mình đã tìm hiểu rồi. Nếu mà nó đạt được cấp 33, nó sẽ học được cái skill Ancient Power. Đó là chính là cái con Yanma này nè các bạn. Đó, và khi có được Ancient Power thì chúng ta có thể tiến hóa nó lên thành con Yanmega nha. Đó. Đầu tiên nó mình bốc cái heo phải đã. Đó. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào trong đây và tiến hành luyện cấp cho con Yanma này thôi. Quá đã. Trời ơi, nó cấp 25 rồi. Cổ cho nó lên cấp 33 rồi mình sẽ tiến hóa nó luôn. Hóa xịn luôn. Ok, chúng ta sẽ sử dụng skill Eruption. Vẫn là những skill quen thuộc thôi các bạn ơi. Đó. Rồi. Và cái trick nó cũng là quen thuộc luôn. Ok. Rồi, rinh. Cứ như vậy thôi. Và được cấp 27 rồi nè. Ha, sẽ là nhanh thôi các bạn ạ. Không có gì lâu cả. Eruption phát nữa nè. Đó. Lydian hả mày? Forest Shred hả mày? Ok. Học được Pursuit. Mình sẽ thay bằng skill này đi. Foresight. Đó. Rinta. Đủ rồi. À, cấp 30 rồi các bạn ạ. Wow, xịn nhiên. Lên một lần 3 cấp luôn. Quá đã. Chúng ta sẽ tiếp tục cày cấp cho nó thôi các bạn ạ. À chết, mình lỡ bấm lava lum rồi. Wow, xin lỗi nha. Fire Blast mày nè con. Ui, con này ở đâu ra vậy? Fire Blast mày nè con. Rồi, rin thôi các bạn ạ. Ủa, con này được cấp 33 rồi. Ha ha, quá xịn. Rồi. À, 32 rồi chứ. Mình xin lỗi nha, mình nhầm. Lava lum. Dạ, không thành công. Skill đầu tiên lúc nào cũng vậy. Tại vì con Rose Rain nó có skill Rotate các bạn. Mình học được Ancient Power nè. Bây giờ mình sẽ thay bằng skill Tackle đi. Hả? Rồi. Học được Ancient Power là nó sẽ tiến hóa lên được rồi nha các bạn. Ok, rinh thôi. Và Yanma của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Hồi con chuồn chuồn các bạn ạ. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Yanma. Nó sẽ lên con Yanmega nha các bạn. Và con này nhìn rất là đẹp luôn. Ồ, cỡ được nè, trời ơi. Ui, và nó bay. Nó cứ nhảy qua nhảy lại thôi à. Đúng là cái con chuồn chuồn à. Ồ, các bạn nhìn nè, nó bự thiệt chứ. Để mình coi kích thước của nó hả. Kích thước nguyên mẫu đó các bạn. Mà nó bự như vậy rồi. Ok, thì tập ngày hôm nay mình đã thu phục và tiến hóa tất cả các em Pokemon hệ bọ mà trong tầm tay của mình rồi. Những con mà Trade hoặc là Legendary thì mình không có nha các bạn. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ, cũng như là comment ý kiến thử thách ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.